bối cảnh, ý nghĩa và phạm vi của du lịch. Tuy những vấn đề lớn của ngành du lịch và lữ hành đã che giấu hoặc làm lu mờ tính kinh tế của nó, tác động là sự đa dạng và phân mảnh của ngành chính ngành công nghiệp. Ngành du lịch bao gồm khách sạn, nhà nghỉ và các loại hình lưu trú khác, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận tải và cơ sở vật chất, khu vui chơi, điểm tham quan và các phương tiện giải trí khác, cửa hàng quà tặng và một số lượng lớn các doanh nghiệp khác, vì nhiều các doanh nghiệp này cũng phục vụ cư dân địa phương. Tác động của chi tiêu du khách có thể dễ dàng bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp. Ngoài ra, Mace chỉ ra rằng ngành du lịch liên quan đến các khái niệm vô định hình đối với cả nhà phân tích và người ra quyết định. Hơn nữa, ở tất cả các quốc gia, vấn đề này gây khó khăn cho ngành công nghiệp phát triển bất kỳ loại cơ sở thông tin du lịch đáng tin cậy nào để ước tính sự đóng góp của nó làm cho nền kinh tế khu vực, quốc gia và toàn cầu. Tuy nhiên, bản chất của sự đa dạng này làm cho ngành du lịch là phương tiện lý tưởng để phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia, khu vực hoặc cộng đồng. Từng là lĩnh vực độc quyền của những người giàu có, du lịch đã trở thành một lối sống được thể chế hóa cho dân số. Trên thực tế, du lịch đã trở thành hàng hóa trong thương mại quốc tế đối với nhiều quốc gia và đối với một số lượng đáng kể các quốc gia khác. Nó đứng thứ hai hoặc thứ ba. Ví dụ, du lịch là nguồn thu nhập chính ở Bermuda, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và hầu hết các nước Caribe. Ngoài ra, chi dẫn từ dữ liệu do American Express công bố, công ty gợi ý rằng ngành du lịch và lữ hành là nhà tuyển dụng được xếp hạng số 1 ở Bahamas, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Hồng Kông, Ý, Jamaica, Nhật Bản, Singapore, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do các vấn đề về định nghĩa ảnh hưởng trực tiếp đến đo lường thống kê, nên không thể với bất kỳ mức độ chắc chắn nào để cung cấp dữ liệu chính xác, hợp lệ hoặc đáng tin cậy về phạm vi toàn thế giới tham gia du lịch hoặc tác động kinh tế của nó. Trong nhiều trường hợp, những khó khăn tương tự nảy sinh khi người ta cố gắng đo lường du lịch nội địa.